quý phụ huynh, các thầy cô và các bạn học sinh câu chuyện thú vị trong cuốn sách 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho các bạn trẻ. Lời yêu thương. Một cách thật quan trọng khác trong ngôn ngữ tình yêu là nói những lời yêu thương với trẻ. Nếu lời khen tập trung vào những hành vi tốt của trẻ thì sự yêu mến lại tập trung chính vào bản thân của chúng. Câu nói yêu thương chứa đựng sức mạnh nhiều nhất chính là những lời nói từ những từ rất đơn giản. Cha mẹ yêu con. Ba từ này luôn thích hợp để tỏ rõ tác dụng, dù có thể là lúc con cái của bạn không muốn nghe những lời đó khi có sự hiện diện của những bạn chúng. Thực tế, trẻ vị thành niên không được lắng nghe những lời nói yêu thương từ cha mẹ thường xuyên sẽ xảy ra những chấn thương cảm xúc sâu sắc khi trưởng thành. Trong vài năm gần đây, tôi thường nói chuyện với một số vận động viên chuyên nghiệp về các vấn đề hôn nhân gia đình. Một lần, một vận động viên bóng bầu dục đã tâm sự với tôi: "Tiến sĩ Chapman à, tôi chưa bao giờ nghe cha tôi nói câu cha yêu con cả. Tôi muốn được ôm ông ấy một lần và nói với ông ta ba từ thiêng liêng đó biết bao." Lần đó, tôi thật sự xúc động khi nhìn vào đôi mắt ngấn ngấn nước của anh. Tôi biết mình có thể nói vài lời yêu thương và ôm anh ấy, nhưng chắc chắn rằng chúng sẽ không bao giờ thay thế được lời nói và hành động của người cha. Lời nói yêu thương cũng có thể tập trung vào vẻ bề ngoài hoặc tính cách của trẻ. "Cha, tóc của con hôm nay thật là tuyệt." Có thể sẽ trở nên đặc biệt đối với một đứa trẻ 16 tuổi khi nó đang phân vân không biết mình có nhìn được hay không. "Con thật là mạnh mẽ." Đó cũng là những lời nói thay đổi tâm trạng của một cậu con trai 15 tuổi khi đang quá quan tâm đến những nhược điểm trên khuôn mặt của mình. Hãy tìm những đặc điểm hình thể nổi bật của trẻ để khen ngợi. Đó là một cách thể hiện tình cảm yêu thương rất là hiệu quả. Những lời yêu thương cũng có thể tập trung vào tính cách của trẻ. "Cha thật là hạnh phúc khi con mạnh mẽ như vậy." Có thể con cho rằng mình còn nhút nhát, nhưng cha thấy con rất là cởi mở với mọi người, đặc biệt là khi con trò chuyện đó. Hãy nói những lời yêu thương, những tình cảm có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của trẻ. Chúng sẽ mang đến cho con bạn cảm giác có giá trị, được thừa nhận và được yêu thương. Đối với một số bậc cha mẹ, việc thể hiện tình cảm yêu thương thường không dễ dàng. Vì thế, tôi khuyên các bạn nên có một cuốn sổ tay để ghi vào đó những lời yêu thương mà bạn quan tâm và tâm đắc nhất. Bạn cũng có thể tự nghĩ ra những cách bộc lộ tình cảm của riêng mình và thỉnh thoảng hãy thực hành những điều đó với con của bạn nhé. Nói những lời khen ngợi trước mặt gia đình. Những lời khen ngợi và yêu thương thường có ý nghĩa lớn hơn nếu chúng được nói ra khi có sự hiện diện của người khác. Chẳng hạn, một người cha nói về con gái của mình như sau: "Mọi người có thấy cô con gái của tôi tối nay chơi bóng thật tuyệt không? Cô bé đã thực hiện hai cú đánh thật tuyệt vời và giúp cho đội giành chiến thắng đấy." Chắc chắn, cô con gái không chỉ hài lòng với trận đấu mà còn hạnh phúc lớn hơn trước lời khen ngợi của cha. Điều này có ý nghĩa sâu sắc với cô bé lớn hơn khi người cha không chỉ nói điều đó riêng với con gái của mình. Lời khen ngợi là một trong 5 ngôn ngữ yêu thương chính của trẻ vị thành niên. Nó sẽ tưới mát tâm hồn trẻ và giúp trẻ lấy được sự cảm giác tự tin. Và trong tất cả các ngôn ngữ yêu thương của trẻ vị thành niên, không gì quan trọng hơn lời khen từ cha mẹ chúng. Tôi tin rằng nếu nhu cầu của trẻ vị thành niên về tình cảm gia đình được đáp ứng đầy đủ khi chúng trưởng thành, trẻ sẽ dễ dàng tìm thấy hướng đi của mình, đồng thời sống mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn. Còn bây giờ, hãy cùng tôi khám phá thế giới của trẻ vị thành niên và tìm hiểu về những thử thách, những cơ hội để truyền đạt tình yêu tới con của bạn. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe.